Hello, xin thân ái chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái thuật ngữ căn bản trong âm thanh, đó là echo là gì và cách sử dụng nó, các cái từ có trong cái chức năng echo nó như nào, anh em hiểu như nào. Cái echo là cái rất quan trọng trong âm thanh nghiệp dư cũng như là âm thanh chuyên nghiệp cũng cần, nhưng mà ít hơn, còn đặc biệt âm thanh karaoke, âm thanh tiệc cưới, show bình dân thì lúc nào cũng cần echo. Đó, mời anh em sang bên này nha. Rồi, echo là chữ nó viết như thế này anh em. Rất đơn giản. Chữ này gọi là thuật ngữ echo, hay còn nó một cái từ gọi tên gọi khác nữa, đó là delay. Thì cái hiệu ứng echo delay này nó giả lập cái tiếng nhái lại trong âm thanh. Ở cái bài trước mình chia sẻ cho anh em đó là cái reverb, thì nó là cũng một cái hiệu ứng nhưng mà nó vang nó khác với là vọng. Vang tức là nó mình nghe bằng tai nó khó diễn tả lắm, nó hơi vang om om lại đó, nó gọi là reverb. Vì từ miệng mình nó phát ra, nó va vào tường, nó va vào trần, vào nền, thì nó khoảng cách nó rất là ngắn, nó vừa phải và nó tạo một hiệu ứng vang. Còn echo ấy, thì nó cái tiếng nó được diễn giải, được giả lập từ cái miệng mình, nó vang ra, nó tới một bức tường cách nơi mình tầm 70 mét, ít nhất là 50 mét, 70 mét đến 100 mét, nó vọng lại, mình nghe được. Giống như là alo, 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 lô, lô, hả? Lô, lô, như thế đó. Thì nó cái tiếng này nó sẽ được giả lập và nó gồm các cái thông số chữ kèm theo nó để mình hiểu, mình chỉnh nó như thế nào để mình ra cái tiếng echo mong muốn. Thì các cái chữ đầu tiên của nó là nó có chữ R, delay anh em. R, delay. Rồi thứ hai, nó là chữ là tham, tham delay. Cái này hơi bị ô khô mà sao nha. Rồi tham delay, hai cái này, rồi cái đó là cái R delay, tức là cái tiếng đầu, cái thời gian mà cái tiếng đầu tiên nó nhái lại sau tiếng gốc, gọi là cái R delay, nó cũng tính bằng tham, bằng MS. Ví dụ mình nói là alo, thì sau đó bao lâu rồi cái tiếng bên cái bức tường nó đập lại, mình giả lập bức tường trước mặt mà alo, alo, hoặc là chậm hơn alo, alo, hoặc là nhanh hơn alo, 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 đó là cái thời gian cái R delay rồi. Rồi cái tham delay nó cũng tính bằng MS, nhưng mà nó khác cái là cái thời gian, cái time delay này là cái khoảng cách thời gian bao lâu giữa các cái lần vang. Ngoài cái tiếng gốc đầu tiên nó là alo, nó vọng tới cái tường, nó đập lại, đó là cái thời gian R delay. Rồi cái thời gian giữa cái tiếng nhái, ví dụ mình ví dụ cho anh em xem nè. Alo, 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 alo. Đó. Cái tiếng đầu tiên tới cái tiếng thứ hai là nó chậm, nhưng mà từ tiếng thứ hai trở đi nó mình cố gắng mình làm cho mình cố tình mình làm cho nó khác đi. Đấy, nó khác đi bởi cái thông số time delay này. Rồi bao nhiêu lần nhái thì cái là đây này là cái repeat. Bao nhiêu lần nhái, cái này là cái độ, cái tốc độ của cái độ lớn của cái repeat. Thì cái repeat này nó còn một cái tên gọi khác nữa, đó là cái feedback. Feedback ở đây là phản hồi, là số lặp lại. Đó. Thì mình giải cái đồ thị nó như này. Cái đồ thị nó sẽ như này. Anh em nhìn đây là cái tiếng gốc rất là dễ hiểu đây. Từ đây qua đây. Thì đây sẽ là tiếng gốc, lô, tiếng gốc. Từ đây cho tới đây, tiếng lô thứ hai. Từ đây tới đây, nó là khoảng cách đây là rê nè, rê đi đây nè. Tùy theo mình chỉnh lớn thì nó rộng hơn, mình chỉnh nhỏ thì nhỏ lại. Rồi cái time delay thì nó thể hiện chỗ đây. Đây, 2, 3, 4, 5. Hay là nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa thì nó phụ thuộc cái feedback. Cái số lần đây bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần thì nó phụ thuộc cái đây là cái repeat hay là cái feedback này. Repeat, feedback gì cũng là nó. Bao nhiêu đây là đủ cấu thành cái hiệu ứng echo delay ở trong âm thanh rồi. Tiếng gốc, lô, sau đó bao lâu, tiếng nhái lại và giữa các tiếng, cái khoảng cách thời gian giữa các tiếng nhái lại, mình ví dụ ở đây mình đặt nó hơi dài là 500 ms đi. Ở đây mình đặt nó là 200 ms. Đó, để anh em thấy. Lô, 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 hết 5 tiếng. Mình tăng cái repeat này lên. Lô, 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 tới bên đây. Đó. Cái repeat này maximum lên thì nó dài lê thê, có thể nó gây hú luôn. Nó thành mình tùy theo cái không gian cũng như cái mục đích, cái nhu cầu và cái gu sở thích của mình chỉnh cái repeat này cho nó vừa phải. Và nó phụ thuộc cái độ mạnh của cái, giống như cái bài trước có những cái video mình nói về là đó là cái phụ thuộc cái con chip xử lý âm thanh của cái bộ echo reverb này, nó mạnh hay không nữa. Nó gọi là cái
cái density đó, density đó, cái mật độ. Thì có những cái bộ echo reverb thì mình alo 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 nhẹ nhàng thôi, nhưng mà khi mình bơm nhạc vào thì nó vẫn còn. Còn những bộ mình bơm như thế thì bơm nhạc vào nó mất, bắt buộc phải tăng cái feedback, cái reverb này lên nữa. Đó là cái cấu thành cái hình mình minh họa cho anh em. Đây là tiếng gốc lô. Tiếng thứ hai bao nhiêu lâu lặp lại tiếng đầu tiên thì nó là gọi là cái rear delay. Rồi từ tiếng đầu tiên nó nhái tốc độ nhanh hay chậm, nó là cái time delay. Và nó nhái bao nhiêu lần, nó ngắn hay là nó dài lê thê, đó là cái repeat hoặc là cái feedback. Mô phỏng lô 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 ngắn là cái thông số feedback mình để vừa, còn mình để cao cái repeat, cái feedback này lên nó là lô 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 lô. Đó, còn rút ngắn cái rời delay lại là nó đá liền lô 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 lô, dễ hiểu không có gì hết. Còn tăng cái time delay này lên thì nó là dài ra alo 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 hoặc là lô 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 lô. Đó thì đơn giản anh em hiểu. Còn trong những cái bộ echo hoặc là reverb cũng có delay, nó có thêm cho chúng ta một cái EQ, một cái chức năng của cái equalizer. Mà cái bài equalizer mình ở cái thẻ đây anh em xem lại cái bài equalizer mình có nói rồi, nó có cho chúng ta các bass và các treble để giảm bớt những cái âm bass và cái âm treble ở trong cái hiệu ứng cái echo này. Ví dụ đây là cái micro đi, thì thường thường micro cho người hát thì anh em đã kết nó ở cái mức là trên 100 Hz rồi, có khi kết đến 150 Hz, 150 Hz. Thì lý do gì mà mình để lại cái echo này là cái tin nó phun giải từ 20 đúng không? Bởi vậy nên thành trong cái echo reverb lúc nào nó cũng cho chúng ta là cái hát P F và cái L B F. Hát B F này là chúng ta cắt bass, L B F chúng ta cắt treble. Nhiều anh em hơi hay hướng vô phản bác mình cái này rồi, nhưng mà các em coi lại, ở đây là mình hướng dẫn, nhưng mà sẵn đây mình nói luôn cho những anh em mà không rõ cái này á, là đừng có thấy cái này mà nhầm. HBF là nó viết tắt của từ, mình đây là mình thăm lại cái bài của equalizer thôi. HBF là viết tắt của từ hai, hai bass, bass là bỏ qua đó, F là chữ filter. Filter anh em hút thuốc là anh em nào hút thuốc là thấy chữ filter là biết đầu lọc nè, lọc nó dịch ngược lại nè, lọc filter nè, bass là bỏ qua nè, cao hai là cao giải cao. Lọc mà bỏ qua giải cao là gì? Có nghĩa là lọc là một cái gì đó ghi xuống kèm xuống mà cho cái thằng cao đi qua, có nghĩa là nó bằng low cut. Đó. Hiểu rõ ràng cặn kẽ như thế mà cũng còn bay vô cái video comment phản bác đó anh em. Kỳ chưa? Low bass filter cũng vậy. Low là thấp, bass là thông qua, filter là lọc, lọc mà cho thằng thấp đi qua tức là cắt thằng cao. Đó, thành là mình nói diễn giải cho nó dài thôi, nhưng mà thực sự mình mong muốn anh em hiểu, đừng có nhầm lẫn cái thuật ngữ. Trong cái echo này á, nó có cho chúng ta là HBF tức là cắt bớt cái bass, LBF là cắt bớt cái treble để cho cái tiếng echo này nó ngọt ngào hơn mà nó không có bị đè lẫn cái tiếng hát, cũng như nó gây hú hoặc là gây xáo trộn, gây nhòe mờ trong cái hiệu ứng âm thanh. Đấy. Hôm nay là mình chia sẻ anh em ngắn gọn đến đây là tạm dừng cái bài echo là gì, là nó có tác dụng như thế nào trong âm thanh. Ngoài ra nó có một số tính năng phụ nữa, nhưng mà gói gọn lại mình muốn chia sẻ cho anh em theo góc độ bình dân nhất có thể, nên thành mình không có nói những cái từ sâu xa. Còn những cái sâu xa ví dụ như thêm là cái tap delay chẳng hạn, tap là gì? Tap tức là một chức năng gõ thôi, gõ để đếm nhịp thôi. Ví dụ như mình hát cha cha bụp chách bụp bụp chách bùm bùm bụp, thì cái tốc độ nó đi bao nhiêu đó, bụp 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 bùm bùm bụp 135 chẳng hạn, thì cái echo nó đá theo đúng cái tốc độ bằng 135 hoặc là gấp đôi lên. Đây đá gấp đôi nè, bụp 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 bùm bùm lơ 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 là nó đá thành 270. Nó đá gấp đôi lên nhưng mà nó vẫn nằm trong cái nhịp. Cái đó là khi nào dành cho những anh em biết nhạc thì mình tập ở tính năng tap tempo này, để khi mình nhấn cái nút tap này bập nhạc nó quánh như này, tập tắt tập tập tắt tum tum tập, mình chỉ cần gõ bập 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 vào cái nút này á thì tự động nó sẽ tính cái MS, cái time delay này theo cái tap này. Cái MS là một mili, nó bao nhiêu lần lặp lại trong cái trong một giây đó, nó tính theo mili giây, nhưng mà nó sẽ tự động nó chia cái tab này là mình tab theo nhạc đó, tự động nó chia ra và nó tính cái tham số MS này cho phù hợp với điệu nhạc đang chơi. Ví dụ điệu nhạc đang chơi là rap chẳng hạn, bụp tụp tắc tụp 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 tắc tụp tụp tắc trong 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 tụp, anh em tab bụp 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 bước
Bước trong chiều mưa 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 ở nó đá như vậy đó. Mình muốn dùng cái táp này thì mình tham khảo thêm, nó có một cái thông số nữa trong cái echo này, nó là cái factor là để nó tham chiếu cho cái này. Ví dụ cái táp này mà mình táp 11, mình để nó 11 thì nó táp đúng, còn mình để nó 212 thì nó táp ngắn đi. Ví dụ mình táp như thế này nhưng mà cái tốc độ nó rút lại, mình táp bập 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 thì nó không phải là alo đâu mà nó nhân hai lên, lô 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 đó, đơn giản lắm. Nó có một vài cái thuật ngữ nữa mà khi mà chúng ta chuyên sâu, anh em hiểu biết về âm nhạc một xíu nữa thì anh em khai thác cái tính năng tap với lại hiểu cái factor này nữa. Còn bình thường bao nhiêu đây là đã quá đủ cho cái tính năng echo, thì echo delay ở trong âm thanh thôi. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Rồi cái bài học hôm nay là mình chia sẻ cho anh em theo phong cách của Tuấn David, chân thành, bình dân, gói gọn là echo, là cái hiệu ứng nhái vọng lại, nó tạo là cho tiếng hát, tiếng ca nó mềm mại, giúp ca hát bình dân chúng ta thoải mái hơn, bà con thích hơn. Bài chia sẻ ở đến đây là hết. Anh em cảm thấy cái video hay thì cho mình xin like, đăng ký kênh ủng hộ, cũng như chia sẻ cái video này cho nhiều anh em khác mà muốn trau dồi kiến thức theo phong cách bình dân. Cảm ơn anh em đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye.